Hello, chào mừng các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của Action DN. Mình là Định Nguyễn. Lời đầu tiên cho Định xin kính chúc tất cả các bạn, chúc mọi người có một ngày mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thì hôm nay Định cũng rất vui được gặp lại các bạn với mọi người trong một cái video mới của mình. Thì trong video ngày hôm nay Định sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn với mọi người một mẫu xe cũng khá là đẹp, khá là nữ tính và khá là hot trong năm 2023, đó là chiếc xe Honda Vision. Thì chiếc xe Honda Vision này mình thấy trong thời điểm hiện tại, mình thấy tất cả các bạn nữ cũng như tất cả các bạn trẻ rất là yêu mến về chiếc xe này, vì đó là một dòng xe phổ thông nhưng mà nó mang một cái nét đặc tính cũng khá là đẹp và mang một cái dáng dấp thiết kế cũng tương đối là sang trọng, cũng như là những dòng xe Honda SH. Thì mình thấy không riêng gì tất cả các bạn trẻ mà tất cả các chị em phụ nữ cũng rất là yêu mến về chiếc xe này. Thì hôm nay Định mời tất cả các bạn với mọi người chúng ta đi tìm hiểu xem chiếc xe Honda Vision có gì hay và có gì đặc biệt, cũng như là mình tham khảo về giá bán và những màu sắc cũng như là thông số về chiếc xe này. Một lần nữa Định cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành với Định và luôn liên tục xem những video của Định trong thời gian qua. Thì Định cảm ơn tất cả các bạn nhiều lắm. Nếu như các bạn nào mà mới đến với kênh của Định và xem những video cũng như là yêu mến kênh, thì các bạn hãy cho Định một lượt đăng ký cũng như là tiếp thêm niềm tin và động lực. Định xin trân trọng cảm ơn và Định chúc cho tất cả các bạn, chúc cho mọi người nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì đỡ mất thời gian của các bạn, Định mời tất cả các bạn với mọi người chúng ta đi vào chi tiết và cũng như và tham khảo và xem về chiếc xe này ha. Ok, bây giờ thì bắt đầu nào các bạn. Honda Vision năm 2023 về thiết kế. Mẫu xe Taiga này thừa hưởng nhiều đường nét phong cách đặc trưng từ dòng xe SH mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát nhờ những đường khói thiết kế sắc nét giúp tăng tính linh hoạt trong di chuyển. Trong lần đổi mới này, các chuyên gia đánh giá xe Honda Vision năm 2023 ngày càng được thiết kế theo hướng unisex để phù hợp với nhiều đối tượng người dùng và dù nam hay nữ. Về trang bị, mẫu xe Taiga này sở hữu mặt đồng hồ và màn hình hiển thị LED hiện đại. Đèn hiển thị xi nhan trên mặt đồng hồ có sự cải tiến khi được bố trí tách rời hai bên, giúp người dùng dễ dàng quan sát và nhận biết khi chuyển hướng. Bên cạnh đó, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Edintop được trang bị trên Honda Vision 2023 khá hữu ích khi giúp giảm tiếng ồn và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và góp phần bảo vệ môi trường. Cụm đèn pha cốt được đặt cao và bố trí chính giữa đầu xe. Trong khi đó, đèn xi nhan báo rẽ được đặt ngay bên dưới với kiểu thiết kế to bản vát chéo, di chuyển sang hai bên thân xe. Honda Vision năm 2023 ấn tượng với những đường nét góc cạnh nhằm tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ. Đặc biệt là khu vực hốc gió bên dưới tấm để chân cũng được chăm chút khá kỹ lưỡng, mặc dù đây là vị trí khá thấp và khuất. Ngoài ra, Honda Vision năm 2023 cũng sở hữu bộ khung cứng cáp nhờ việc áp dụng khung dập hàng laser thế hệ mới gọi là E-Sat do Honda phát triển. Điều này giúp cho bộ khung của Honda Vision năm 2023 sở hữu trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao, mang đến trải nghiệm lái ổn định và đầm chắc cho người sử dụng. Về mâm xe, Honda Vision năm 2023 phiên bản thể thao sử dụng vành 16 inch thay vì vành 14 inch như các phiên bản còn lại. Điều này khiến cho phiên bản thể thao cao hơn so với những phiên bản khác. Đuôi xe Honda Vision năm 2023 tạo ấn tượng với thiết kế vát nhọn gọn gàng, kết hợp với cụm đèn hậu 2 tầng độc đáo, mang lại nét hiện đại cần thiết cho mẫu xe Taiga đô thị. Ngoài ra, yên xe cũng được thiết kế cắt gọn rất hợp lý, tay dắt phía sau cũng được gia công rất chắc chắn. Honda Vision 2023 cũng được bổ sung chìa khóa thông minh không dây Smart Key, giúp phần mang lại sự an tâm và tiện lợi cho người sử dụng với chức năng điều khiển tắt mở từ xa. Hộp đựng đồ phía trước đây được nâng cấp với nắp đậy tiện dụng, đi kèm với đó là cổng sạc USB hiện đại cho các thiết bị điện tử. Về cấp đồ chi tiết này sử dụng với dung tích là 15,8 lít đủ sức chứa vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc những vật dụng hàng ngày như là sách vở, áo khoác, túi sách hay bình nước. Với những trang bị được nêu trên, có thể thấy Honda Vision năm 2023 hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong đô thị của những khách hàng trẻ. Đặc biệt, 4 phiên bản của Honda Vision năm 2023 đều có thêm những điểm nhấn vân họa tiết thời trang và ấn tượng. Các đường vân trang trí độc đáo này được viền quanh tay lái và nắp đựng hộc đồ phía trước, trở thành tâm điểm nhận biết của lần nâng cấp này. Về động cơ của Honda Vision năm 2023,
Mẫu xe tay ga Nhật Bản này vẫn duy trì sức mạnh động cơ LSB 110cc 4 kỳ xi-lanh đơn và làm mát bằng không khí. Theo đó, động cơ này mang đến công suất tối đa là 8,8 mã lực tại 7.500 vòng phút và moment xoắn cực đại là 9,29 Nm tại 6.000 vòng phút. Honda Vision 2023 cũng khá tiết kiệm xăng khi có mức tiêu thụ đạt đến là 1,85 lít trên 100 km. Bên cạnh đó, động cơ Honda Vision năm 2023 vẫn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như bộ đề ACG, hệ thống phun xăng điện tử BGMFI, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Adintop giúp xe giảm thiểu ma sát cũng như mang đến khả năng đốt cháy hoàn hảo hơn. Về thông số kỹ thuật của Honda Vision năm 2023, bản tiêu chuẩn có trọng lượng là 94kg, cao cấp là 95kg, đặc biệt là 95kg và thể thao là 98kg. Về chiều cao, dày rộng cao, bản tiêu chuẩn là 1871 nhân cho 686 nhân cho 1101. Bản thể thao là 1925 nhân cho 686 nhân cho 1126. Khoảng cách trục bánh xe tiêu chuẩn là 1255 và thể thao là 1277. Về độ cao yên, bản tiêu chuẩn là 761mm và bản thể thao là 785mm. Khoảng sáng gầm, bản tiêu chuẩn là 120mm và bản thể thao là 130mm. Kích thước lớp trước và sau của bản tiêu chuẩn, kích thước lớp trước là 80-90-14, lớp sau là 90-90-14. Bản thể thao lớp trước là 80-90-16, là lớp sau là 90-90-14. Dung tích xăng là 4,9 lít. Phục ống lồng, phục trước là giảm chấn thủy lực, phục sau lò xo trụ đơn giảm chấn thủy lực. Lợi động cơ 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng không khí, công suất là 8,8 mã lực tại 7.500 vòng phút và moment xoắn cực đại là 9,29 Nm tại 6.000 vòng phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu 1,85 lít trên 100 km. Lộ truyền động dây đai biến thiên vô cấp, hệ thống khởi động điện. Dung tích xi lanh là 109,5 cm khối. Đường kính ít và hành trình bê tông là 4,0 nhân cho 63,1. Giá và màu sắc. Giá đời sức bán lẻ phiên bản xám đen có giá đời sức là 36.590.000. Phiên bản thể thao đen có giá đời sức là 36.590.000. Phiên bản đặc biệt xanh đen có giá đời sức là 34.390.000. Phiên bản cao cấp trắng đen có giá đề xuất là 32.990.000. Phiên bản cao cấp đỏ đen có giá đề xuất là 32.990.000. Phiên bản tiêu chuẩn đen có giá đề xuất là 31.290.000. Vừa rồi là những thông tin về chiếc xe Honda Vision năm 2023, cũng như là mình đánh giá về mẫu xe này, mình xem về những màu sắc, thông số và giá đề xuất của hãng. Hy vọng video sẽ mang lại cho tất cả các bạn với mọi người một cảm giác thư giãn vui vẻ và biết đâu đó sẽ chọn cho mình một mẫu xe ưng ý. Video xem giải trí cho vui và cũng không tránh khỏi những sai sót. Nếu có gì không phải, đình xin tất cả các bạn với mọi người thông cảm bỏ qua. Một lần nữa, đình cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mình và theo dõi hết video của đình. Nếu như bạn nào đến với kênh lần đầu tiên thì hãy đăng ký cho mình ha, cũng như là tiếp thêm niềm tin và động lực cho đình có nhiều niềm vui và ra nhiều những video mới. Bây giờ thì thời lượng video cũng tương đối khá dài, đình xin dừng video và đình chúc cho tất cả các bạn, chúc cho mọi người có một ngày cuối tuần hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình của mình. Bây giờ thì đình xin dừng video và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.